Chào tất cả anh em nhá. Ê, gia đình mình hôm nay đang vừa qua phà Rạch Miêu. Đây bắt đầu ra sông. Đây sông gì em nhỉ? Anh Văn này, đây sông gì anh Văn này? Đây sông gì? Sông nước à? Sông Tiền à anh? À, Tiền Giang thôi. Ngoài này lại lắng anh em ạ. Không. Dạ. Tiền Giang à? Đây. Anh em mình bắt đầu ngao du anh em nhá. Ngao du sóng nước. Ơ trời. Tuyệt vời. Đấy. Này mới thích này. Nào yên vị chỗ nào. Trời, đá có mát quá anh em ạ. Em đang bị nghẹt mũi. Trời, gió bay sướng không? Đi trong kia, trong đây. Bây giờ trong kia là có sóng nha. Không á, im nữa đi ra bên kia có sóng. Không ngoạn luôn hả? Sóng được không? Bây giờ không nghe cậu nó đi trong đây. Ờ, không, vậy không, cái nào mà sóng ai biết cái nào hôm nay. Được rồi. Thế mà cậu thật là đi cho chiếc có sóng, chiếc có không thôi. Cậu nhìn bên đây sóng chiếc lớn, trời chân lớn. Hay quá nhỉ, đẹp đấy. Đây toàn là mẻ cá anh em nhá, rất là đẹp. Mấy người đẹp này cẩn thận nhá, ngã xuống là không ai vớt được đâu nhá. Đứng bay ra không đi ra. Ngồi ra ta ngồi luôn, lấy lọt kia. Ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống. Gió mạnh quá. Ngồi xuống thì tài xế còn nhìn thấy đường. Ngồi xa với con người chính thức là ban cho nó. Ơi. Đấy hả? Chờ xíu. Cái điện thoại xuống kia. Áo lên hết đi nào. Đấy đây đấy. Nào 1 2 3 selfie nào. 2 3 chụp nhá. Chụp rồi. À quay lại đây nào, 2-3 nào. 2-3 chụp nào, trời ơi đẹp luôn. Rồi, gió mạnh quá anh em ạ, gió mạnh quá này. Mấy anh em ngao du tưởng lãm cái này rất là hay nhá, mát mẻ. Gió mát, đấy. Phê các chị em đang phê anh em ạ. Chị em đang phê luôn này, cười tuét tuét này. Rồi, quay lại đằng sau nhìn cái choáng này, toàn cái camera men này, đúng không? Còn cái camera men đó muốn bay cái điện thoại luôn em ạ, nó bay điện thoại luôn. Kiếp chưa, kiếp chưa. Ghê chưa, ghê chưa, ghê chưa. Không biết bơi mà dắt vào nên đó chứ cái là không biết là đâu á. Chỗ này là đẹp, cái này chỗ này màu đồng. Đấy, cười cái đây nè. Nào cười cái đây nào. 2-3 nào. Lên 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 chụp ảnh luôn thể nào. Rồi ngồi bám chân vào nhau, rơi rơi hết một lượt luôn. Rồi về xem kênh YouTube của Hùng Giang nha, ra luôn nhá, video nhá. Rồi. 2-3 nào. Quá đẹp luôn. Biển rộng sông dài mênh mông. Tung bụi xòe.
Đã các anh em à. Ôi đẹp đấy. Mình đợi đón mà nó không bay thôi à. Thì này là tay ta nứt luôn rồi đó. Nó không bay luôn anh em ạ. Đâu cái dây bị chế, đâu rơi rớt xuống ông phục ông không cứu đâu nhá. Đúng rồi, đứng vậy nhìn cho Titanic. Ghê chưa, tạo dáng Titanic anh em nhé. Ghê chưa. Vợ ai đấy nhở, chuẩn bị nhá. Anh Phúc có chuẩn bị cứu nhá. Rơi rồi này. Tiền Giang to chưa. Mình đang có mặt tại sông Tiền Giang anh em nhé. Biển rộng sông dài gió lớn. Ra ngoài sông ra mấy bà không nổi đâu. Sông lớn là sướng luôn. Sông này vẫn lớn nhưng mà ở ngoài sông kia kìa, sông Tiền á, sông Bà, sông Tập Hưng Đại á, lớn, sông lớn hơn. Lên đi sông này đi, chỗ nào cũng về chỗ kia vậy, nhưng mà được cái gì được kia. Đây là sông bé tí về sông lớn. Em sông lớn lên chỗ này trời. Đi tiếp cho máu. Đi cho nó biết. Đi cho nó biết. Ôi sông nhỏ được rồi, quay lại chơi đi sông lớn thôi. Dạo dạo một vòng rồi đúng không? Này vẫn là sông lớn mà. Có biết tông để xuống bơi không? Để xuống bơi không? Thằng này quái bơi này. Ôi trời sóng mạnh anh em ạ, nhìn sóng ấy. Sóng mạnh à? Đây hò quá, về thời tiết thay đổi. Từ Hà Nội vào đây thời tiết thay đổi khó quá. Đấy, anh em cùng tham quan sông Tiền Giang với mình nhá. Ừ, sóng bắt đầu mạnh rồi đấy. Bầm rồi đấy, bay lón mình luôn. Đấy, ngồi lên đầu cho nó sướng. Ngồi lên đầu về xem lại YouTube thì cho nó fail. Anh Long quay mặt lại xem nào. Đấy. 2-3 nào. 2-3 nào. Rồi đẹp luôn, ok. Có anh em luôn. Rồi sóng hất lên này. Được chưa. Mặt quá. Bây giờ ra đây là rộng mênh mông rồi này anh em này. Ủa sóng lớn rồi. Rộng quá. Rộng quá. Rộng này sóng rất lớn nhá. Sông Tiền. Sóng lớn nhá. Nhánh sông Tiền. Về đẹp phê đấy. Câu hả anh? À, cầu. Thế là sau này phải đổi tên bài hát này chiều qua cầu Rạch Miêu rồi. Đúng không? Cầu xe, ừ. Cầu kia hai mấy năm rồi. Đang phà đấy thành ra thành cầu. Đây, sóng mạnh lắm này. Cầu cũ dưới kia nó hết qua cầu này mới tới. Được, bắn lại lên đây luôn. À, trên kia đang xây con cầu anh em nhé, cái cầu. Xây cái cầu sẽ hết phà, không còn phà nữa. Cầu kia nhỏ quá. Cầu cái nhỏ xây cầu này lớn hơn để đi. Đấy, đã quá nhỉ. Rộng mênh mông rồi. À hoàng ra lốt đi, ra hẳn ngoài lốt đi. Hẳn lốt ngoài để quay phim. Cái cầu gì vậy? Nhà mình tự làm. Nhà hồi xưa đã mình nuôi trái thì mình làm luôn. Giờ thì ai làm nó chắc không còn. Còn mafia này anh em, mafia này đấy, chưa? Biết chưa? Mới là sông nhỏ nhẹ mà những sông kia còn sông lên sông này. Lên lên luôn. Có tài sống là ngon đấy. Lên lên luôn. Nào lên nào, lên nào. Xích vô. Mắt thì xích vô.
gần tới cây cầu anh em nhé, chú ý chuẩn bị xem cây cầu nhé, đi xem gần cây cầu như nào, thiết kế như nào nào. Cầu đấy cầu gì ạ? Cầu Rạch Miễu 2. Cầu Rạch Miễu 2 anh em nhé, có cái cầu 1 ở đây, cầu này, cầu 2. À, mình bách gần lại phát xem nhé. Đấy. Cầu lớn lại đi rồi. Không cầm cái gươm như đại ca nhỉ, đi lên. Trông vậy thôi, cách xa lắm anh em nhé, cách cầu rất xa, mấy cây số nữa, mấy km từ bên tới rồi. Lòng nghe sóng vỗ từng lớp xa, bọt tràn theo từng đoạn gió xưa. Gần tới cầu luôn rồi anh em nhé, 1 km nữa là tới nơi. Có tôm không anh em? Có tôm không? Bán cho ký tôm. À quên, có hàu không? Có hàu không? Bán ký hàu. Ở sông này mà hỏi hàu là khỏi có luôn. Tình hình đang chuẩn bị ăn nhậu nha anh em nhé. Sông Tiền Giang nhá. Mỹ sờ tho nhá. Đây có Mỹ rồi nhưng mà chưa tho. Đây có chị này tên là Mỹ này, này còn chưa tho. Đấy, đẹp mà ù hơi đẹp luôn. Đây đang anh em đang thịt cá. Tí nữa bắt đầu ăn lẩu. Đấy. Đẹp quá nhỉ. Mang ra hết anh ơi, có gì mang ra hết đi. Ôi, cá rồi anh em ơi, cá riêu hồng nhá. Ăn tại sông luôn này. Ngon đấy, chấm mắm ớt. View thì hơi đẹp luôn nha, mát rượi. Rồi tối cứ nằm đây ngủ sướng này, mát rượi luôn. Đá đấy. Chuẩn bị lại nhậu nhá, lẩu ra rồi. Nhậu trên sông Tiền Giang. Sông Tiền Giang. Sông Tiền Giang. Bến Tre, kệ Bến Tre.